Rồi hello, chào tất cả quý vị khán giả nhé. Hiện tại em đang ở một nơi là bệnh viện đa khoa của tỉnh Bình Định quý vị nhé. Em nhận được cái thông tin là cái mẹ con dì ghẻ này đang đi khám bệnh tại bệnh viện của tỉnh Bình Định quý vị nhé. Bởi vì cái nguyên nhân đấy là mẹ nó không đi dám đi khám bệnh ở bệnh viện của tỉnh Gia Lai, bởi vì sợ người dân ở đó họ thấy á, họ nhục mặt, nên là đã đi xuống bệnh viện tỉnh Bình Định để khám bệnh. Đây mọi người, em quay cho mọi người xem đây. Đó, đây ha. Đó, đây là ở bệnh viện mọi người nhá. Em sẽ đi vào đây bởi vì là cái thông tin này thì khá là muốn vào đây để quay cho mọi người xem ha. Đây, em đang ở ngoài cổng bệnh viện mọi người ạ. Gia đình của nó bây giờ á, nói chung là nhất cử nhất động ha, đều có cái sự theo dõi của bọn em ha. Có một cái người gọi là đi cập nhật thông tin đấy, đã nói với em rằng là đi khám bệnh ở đây, mình không biết là do kiểu như là hoảng loạn, kiểu là mất ngủ của quý vị. Mình theo mình cập nhật thông tin là bị mất ngủ và rối loạn tâm lý ha, muốn xuống đây để khám chữa bệnh. Thì bây giờ ở bệnh viện này thì rất là đông quý vị nhá. Đây mọi người, cho mọi người xem này, rất là đông, sẽ rất là khó mình sẽ vào trong này để theo dõi một lúc ha, xem tìm ở đâu. Đây mọi người, ở đây thì nói chung là người đông lắm, không có biết ai và ai hết đó. Đây mọi người thấy này ha, rất là đông. Em sẽ vào đây xem là ở khoa nào, bởi vì là cái thông tin là mẹ con này đang bị như kiểu là suy nghĩ nhiều, bị trầm cảm, lo cho con đó, bán đất bán nhà, bây giờ bị tâm lý rồi, nên là hôm nay thì đi taxi xuống đây đó. Mình đang ở khu này mọi người ha, rất là đông để khám chữa bệnh mọi người nhá. Thì em sẽ có mặt ở đây để quay cho mọi người xem, cũng như là xác thực cái nguồn thông tin này đó. Em đã phải đi từ trên Gia Lai xuống đây cách phải tầm độ 200 cây mọi người ạ, 200 cây. Đây, đang ở bệnh viện tỉnh Bình Định quý vị nhá. Đó, giờ rất là nắng buổi trưa này mọi người này. Sáng nay vừa quay clip xong thì em đã phải xuống đây ngay để có thể cho mọi người xem là không biết là ở khoa nào đây. Đi xe xuống mọi người, đó là bị như kiểu là bị rối loạn tâm lý ha. Đây, và anh sẽ vào trong này quay cho mọi người xem, không biết là ở khoa nào mọi người nhá, để ý nhá. Thì người lớn tuổi nó đi quay cũng hơi ngại, mình chỉ quay ở bên ngoài thôi. Thế thì mình sẽ vào bên trong để mình quay cho mọi người xem. Đây là cái khu chắc là để bệnh nhân vào cấp cứu mọi người, cấp cứu ha. Đây khá là đông đó, không biết ai và ai hết ha, đi khám rất là đông. Mình sẽ cập nhật thông tin mỗi ngày cho mọi người xem đó. Ở đây rất là nhiều người, mình xem là có phải là người ở trong bên này hay không ha. Ở đây thì rất là đông người mọi người nhé, rất là đông người. Vụ án này bây giờ vẫn đang được mọi người quan tâm rất là sâu ha. Mình ở đây thì mình sẽ đeo khẩu trang một chút, không dám bỏ khẩu trang ra ngoài vì dễ bị phát hiện. Đó, ai vào đây cũng đeo khẩu trang hết mọi người nhé. Mình sẽ ở đây xem là chính thức xem là bà này khám cái gì ha, ở đâu, có đi đâu hay không ha, để mọi người sẽ có thể là theo dõi được. Ở đây bệnh viện này thì cách bệnh viện Gia Lai tầm độ 200 km mọi người nhé, 200 km. Và cái nguồn tin của em ở đây mọi người, mình có cho mọi người, rất là đông ha, không biết là có ai không, rất là đông đó. Theo cái thông tin em cập nhật được thì bệnh viện này cách 200 km, thì cái nguyên nhân là không dám ở trên bệnh viện Gia Lai, bởi vì là sẽ có nhiều người nhận ra, kiểu là mình nghĩ sẽ là nhục quá, nhục quá nên là phải đi cái chỗ bệnh viện xa để khám. Mọi người nghĩ đi, bệnh viện của Gia Lai thì nó cái nhiều người nói là cái chất lượng đó, mọi người lại thích đi xuống bệnh viện Bình Định, thì mình nghĩ là bệnh viện nào thì cũng có cái ưu nhược điểm thôi. Nhưng mà cái nguyên nhân tính ở đây không phải là chất lượng, mà ở đây là do cái nguyên nhân là nhiều người thấy. Quý vị thử nghĩ xem đi, một cái người mà được cả nước họ lên án, đúng không, cả nước họ lên án và cả nước họ căm ghét, thì có dám vào cái bệnh viện của cái thuộc cái tỉnh mình để khám hay không? Bởi vì khi vào đó cái mọi người sẽ nhận ra ngay là bà này, bà này con của bà giết người hả, con của bà ghê vậy, con của bà hành hạ người khác hả. Đó, nên là họ không dám để vào đây, để vào trong cái bệnh viện của tỉnh Gia Lai để khám ha, nên là đã phải xuống bệnh viện tỉnh Bình Định. Đây, ở đây thì mình xem có ai lấy thuốc ở đây không mọi người ạ, có ai lấy thuốc thang gì hay không ha. Bởi vì ở đây thì mình sẽ quay cho mọi người xem này. Đó, rất là rộng ha, đi ở đây mình không biết là có người tốt, người thật hay là người giả hay không, nhưng mà mình vẫn vào đây để mình quay cho mọi người xem là ở đây mình sẽ căn ở đây ha, xem là khi nào mẹ nó ra ngoài, bởi vì cái nhận dạng đấy rất là khó mọi người ạ ha. Cái nguồn tin là như vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình xuống đây để gọi là quay cái người đó mà để cho mọi người xem được là bà mẹ nó ác như thế nào. Rất là nhiều người gọi là muốn nhìn thấy ha, cái vẻ mặt của ba mẹ con dì ghẻ này xem nó như thế nào mà con họ lại ác như vậy đó. Đây mọi người có thể thấy đây, khoa khám bệnh đó, mọi người thấy chưa ha, khoa khám bệnh. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem ra là cái người ở đây này, ai là mẹ của con Trang, mọi người sẽ nhìn được thấy tận mắt ha, thấy cái mặt của mẹ nó xem nó ác độc như thế nào mà để con như vậy. Bây giờ nhà cửa thì bán hết rồi quý vị ạ, nhà cửa thì bán hết rồi đó, có 2-3 căn nhà bán hết rồi. Ngày xưa ở ác bao nhiêu thì bây giờ thì phải chấp nhận thôi.
khu này rất là đông người, mình sẽ ra đây xem có ai không quý vị. Đó, ở đây thì cũng rất nhiều bác sĩ ha, rất nhiều người đến đây khám chữa bệnh mà không biết ai, bởi vì nhìn biết được mẹ của hắn là rất là khó mọi người ạ, bịt kín mít. Rồi là từ cái vụ đó thì bây giờ không có dám làm gì ở trên Gia Lai nữa quý vị ạ. Nói chung là bây giờ tất cả việc đi khám chữa bệnh mình không biết là đi mình thấy cái nguồn tình báo là 2-3 người ha, nhưng mà xuống đây thì mình sẽ để xem cái xe nào biển 81. Ở đây đông lắm mọi người ạ, ở đây đông người lắm, ít người đâu, bệnh viện của tuyến tỉnh mà. Đó thì mình sẽ ở đây ha, túc trực ở đây để xem cho mọi người xem rằng là mẹ của nó đi khám cái gì ha. Nghe cái nguồn tin là gọi là bị mất ngủ, suy nghĩ nhiều. Mọi người thử nghĩ xem nó có bị điên không quý vị, chắc có thể là bị thần kinh, bị điên luôn đấy chứ ha. Bởi vì là ác quá mà đúng không, con họ ác quá như vậy mà bây giờ vẫn còn bênh vực con, là ở con nhà gia giáo rồi, là nhà có điều kiện không, gia đình là theo là đảng viên rồi, là ha, là những người có điều kiện học thức cao đó, nhưng mà đi hành hạ một đứa trẻ, quý vị thấy có nhục không. Bây giờ đi khám chữa bệnh thì không dám ở bệnh viện của tỉnh Gia Lai mà lại phải đi xa cái bệnh viện của tỉnh Bình Định đó, nên là mình cũng có thể là có mặt ở đây, mình ở đây mình xem thử có mặt ai không quý vị nhá. Ở đây đông người vào cho đây họ không cho quay mọi người, mình sẽ quay ở bên ngoài, như là mình sẽ truy tìm xem là bà mẹ của con Trang này mặt mũi như thế nào để mọi người sẽ dễ hình dung ha. Đó, ở đây thì mọi người có thể thấy là khá là đông đúc, xe vào ra liên tục. Mình sẽ đi qua bên này mọi người nhé, qua bên này. Ở đây đông người lắm, quay bắt công bị phát hiện đó, biết là Hoàng Sáu nó thì chết luôn. Đây, mình sẽ quay cho mọi người xem cái khu, mọi người thấy không? Đó, đông nghịt người đều vào luôn. Ở đây thì mình nói với mọi người là cả hàng ngàn người ở đây, không biết ai và ai ha. Nhưng mà cái nguồn tin ở đây là chính xác ha. Đi khám ở đây là bị suy nghĩ nhiều ha, thần kinh không ổn định, lo cho con, đang gọi là giờ đang ăn sung mặc sướng, nhà cửa là đầy đủ, nhà mấy lầu, nhà mấy căn, vừa cho thuê, vừa cho mướn, lại còn quen rất nhiều nữa. Bây giờ thì tán gia bại sản vì đứa con gái ha, đi hành hạ người ta, bây giờ phải bán hết nhà rồi. Căn nhà đang ở bây giờ có cho tiền cũng không dám ở, bởi vì sao? Bởi vì bây giờ cái theo cái vụ đó thì đã bị họ tìm đến ha. Họ tìm đến và ném đá các kiểu, nên là bây giờ cái người mà cho thuê họ cũng không dám thuê nữa, mà đã phải trả nhà rồi. Đây mình sẽ đi qua bên này để quay cho mọi người xem ở đây khá là đông. Ở đây nhiều người lắm mà không biết ai và ai mọi người ạ. Mình sẽ đi vô trong này để quay cho mọi người xem ha. Đây là cái con đường đi. Ở cái khu này mình rất là rộng, biết đâu mình đi quay quanh ở đây thì lại gặp được gì sao. Đây rộng, thanh thang. Bác sĩ họ nhìn mà không biết họ nhìn mình cái gì cơ. Mình sẽ đi qua cái này mình quay. Ở đây rộng lắm mọi người. Đây, một cái khu rất là rộng ha. Rộng, thanh thang mọi người. Nói chung là ở đây thì mọi người gọi là rất là bức xúc về cái vấn đề của con Trang Di Ghẻ này ha. Khi mà em cập nhật cái vụ án này thì được rất nhiều quý vị khán giả ủng hộ, cũng như là ở khắp mọi nơi đã gọi về cho em là sẽ phải theo sát cái vụ án này, cũng như là sẽ không thể nào để cái vụ án này bị chìm xuồng đó, nên là em nói chung là có mặt ở khắp nơi ha, để em đi cập nhật thông tin. Bởi vì khi mà có cái thông tin nào đó đi quay nó rất là phức tạp, nó rất là vất vả mọi người nhé. Nó không như mọi người nghĩ rằng là cứ ở nhà ngồi nói đâu đó. Em vào cái khu bệnh viện này mọi người có thể thấy nó đông người lắm, mà bây giờ biết kiếm ở đâu mọi người. Em sẽ cho mọi người thấy rằng là cái cảnh ha, cảnh ở đây là mẹ của con Di Ghẻ mặt mũi ra sao. Mà mình có biết là khám ở bên kia không, bên kia có khu khám này, không biết có phải bên đó hay không. Đây mọi người đó ha, đây rất là đông, một đống người khám ở đó mà không biết có ai không mọi người thấy ha, người ra người vô liên tục luôn. Nói chung là nhìn cái mặt của đứa con là người mẹ là y thế quý vị ạ, nhưng mà bịt kín mít thì cũng khó để có thể nhận ra. Ác quá mà đi đâu cũng sợ. Bởi vì sao, khi mà chúng ta đã biết rằng là phải trốn ở bệnh viện của Gia Lai mà xuống đây khám bệnh thì sẽ gọi là như thế nào rồi ha, không dám khám bệnh viện của tỉnh Gia Lai. Bởi vì khi vào đó ai biết mặt hết, biết mặt thì sẽ nói vấn đề là hỏi con, hỏi thăm con bà này tử hình chưa, đúng không? Người ta người tốt ấy, người ta sẽ hỏi thăm là con bà già này làm ăn ra sao. Nhưng mà khi gặp bà con mẹ con Di Ghẻ sẽ hỏi là con của bà lúc nào mới tử hình vậy đó, thấy không? Và mình sẽ tiếp tục đi vào đây để mình quay cho mọi người xem ha. Ở đây đang ở bệnh viện khá là đông, rộng người, rộng. Đây mọi người, ở đây nói chung là rộng, rộng lắm mọi người ạ. Em đi vào đây nói chung là em cũng hay đi ở trên Gia Lai á, để nếu là để quay cho tất cả mọi người xem. Nhưng mà bây giờ khi mà số bệnh viện tỉnh Bình Định em thấy rất là rộng, đi ở đâu không biết là đi kiếm ở đâu đó mọi người. Mọi người sẽ theo dõi ha. Em sẽ tiếp tục
tiếp tục đi vào bên trong này để quay cho mọi người xem. Nhiều người có nhắn tin cho em hôm bữa bảo là lên kiếm nhà gì ghẻ làm gì, rồi là lên làm gì nguy hiểm lắm, thì em nói tất cả mọi người là nếu mà ai cũng chọn sự an toàn thì làm gì có ai mà quay cho mọi người xem cái thông tin chính xác được, đúng không? Nên là em phải nói mọi người rằng là khi mà theo dõi cái vụ án này thì sẽ quay tất cả những cái thông tin về gia đình của nó, gia đình nó làm gì ha, thì sẽ phải quay cho mọi người xem, bởi vì nó ác độc quá mà. Tất cả những cái thông tin về gia đình nó thì đều là mọi người sẽ nắm hết đó, em cũng như mọi người thôi, sẽ cập nhật thông tin liên tục. Ngoài khoa này đông lắm mọi người, không biết là ai vào ai, đông lắm mọi người, ở đây đông người không biết là ở đâu. Mình sẽ vào đây để quay cho mọi người xem ha. Cực kỳ rộng luôn, không biết ở chỗ nào để có thể quay cho mọi người xem. Không biết là mẹ đang ở đâu, bà dì ghẻ đang ở đâu, mẹ của bà dì ghẻ đang ở đâu. Đó, em đang ở một cái con đường đi, quý vị thấy này, mệt hết sức mọi người. Kiếm được mọi người khó lắm mọi người, bởi vì bây giờ ở trong này rất là rộng ha, rất là rộng, nhưng mà kiếm được gọi là mẹ con dì ghẻ thì rất là khó. Đó, mọi người thấy đây, ở đây một cái khu rộng lớn như này, con này có thể thấy rất là rộng. Đó, em sẽ quay cho mọi người xem ha, để xem em sẽ căn ở ngoài cổng ha, khi nào mẹ nó về sẽ có thông tin cho mọi người xem, bởi vì là mẹ nó bây giờ là đau đó, con thì nằm, con thì là gần đi tử hình rồi, thế là bố mẹ rất là lo lắng ha. Cái vấn đề là mất ăn mất ngủ, đêm không ngủ được, thần kinh không ổn định, mà vẫn thần kinh không ổn định nhưng mà vẫn viết được cái bài viết là con gia đình gia giáo, đúng không? Và là được ăn học đàng hoàng, cũng như là gia đình của họ là ba đời có công với cách mạng, bố làm bên tòa án, còn mẹ thì làm giáo viên. Đó, ở đây mọi người thấy đây, đây con đường rất là rộng, nói chung ở đây con đường đi rộng và nhiều người lắm, để quay kiếm được một người em nghĩ rất là khó, nhưng mà chắc chắn là sẽ kiếm được mọi người ạ. Bởi vì ở trong này khu bệnh viện này thì cái khoa mà điều trị những cái bệnh mà là tâm thần đó thì em sẽ kiếm cho mọi người xem ha, biết đâu thì sẽ có quay cho mọi người xem giáp mặt của mẹ con gì ghẻ đó, mọi người sẽ ủng hộ ha. Video này em sẽ dừng ở đây, em sẽ tiếp tục đi truy tìm và em sẽ quay cho mọi người xem nha. Mọi người like video ủng hộ em nhé. Rộng ở đây rộng ạ.